bộ number 4 đến từ Mỏ Cày Nam trong khuôn khổ lượt trận tứ kết 1 giải bóng đá U18 Wingsport tranh cúp Bama năm 2024. Sắc tím sẽ là trang phục thi đấu của câu bộ number 4. Quốc Việt sẽ thi đấu trong một sắc xanh. Number 4 với tổ đấu thủ thành số 1 Huỳnh Chí Cường đội trưởng. Số 5 Mai Bình Phát. Thành Pháp. Số 4 Trần Thanh Pháp. Số 16 còn ác chủ bài Huỳnh Trọng Phúc. Vẫn là cao thủ đến từ Number 4. Đường chơi dành cho Quốc Lâm. Thành Pháp là người phá bóng lên. Nỗ lực của Minh Trí. Minh Bằng. Trần Minh Thiện cá biển đã bị phạm lỗi. Sau 2 ngày thi đấu vào 30 tháng 4 và 1 tháng 5 trôi qua thì chúng ta còn lại 8 đội bóng so với 11 đội lúc ban đầu. Đây là 4 đội mạnh nhất của hai bảng đấu. Mai Bình Phát sẽ đứng trước cơ hội trong trận tứ kết 1 giải bóng đá U18 Wingsport trên cúp Bama năm 2024 khu vực tỉnh Bến Tre. Vâng, xin chào quý khán giả và các bạn vừa mới vào xem livestream. Phá bóng lên. Nhà tài trợ chính cho mùa giải này đó là sữa Bama, sữa Vinamilk, siêu thị Jerry. Các đơn vị tài trợ đồng hành sân bóng NCT Football, shop NCT Soccer, bóng thi đấu Soccer, bột giặt Bojakun, cộng đồng thể thao Việt Nam Vsport, bảo pháp luật. Những lời nhắc nhở liên tiếp đến từ hai vị huấn luyện viên Minh Đăng, Chí Cường. Vâng, vậy là đã có tình huống phạm lỗi. Chúng ta Chí Cường phải nhận chiếc thẻ vàng. Không còn sự lựa chọn khác cho hàng phòng ngự của Number 4 khi mà Quốc Lâm đang cực kỳ nguy hiểm đứng trước một khung thành. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Phát Mai không đủ đà để phá bóng lên. Điều này khiến cho Chí Cường buộc phải phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Nếu không thì Number 4 sẽ đứng trước nguy cơ nhận lấy bàn thua đầu tiên ở lượt trận tứ kết. Đặc biệt ngày hôm nay ekip của chúng tôi đã nỗ lực sẽ có thêm một góc quay ở phía sau cầu môn để chúng ta có thể chiêm ngưỡng những tình huống bóng làm tung đốc lưới. Vâng, đây sẽ là một trong những tình huống xem lại trên góc máy quay mới đến từ anh em Endo Minh Trí. Chuyển xúc chủ lực của Quốc Việt trong mùa giải này sẽ là người đứng trước quả đá. Vào 1-0. Quốc Việt đã có được bàn thắng mở tỷ số trước các cầu thủ đương kim vô địch mùa 2. Number 4. Minh Trí là người ghi bàn. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi. Đây là một trong những sự nỗ lực của ekip và ban tổ chức U18 Vsport. Chúng ta có thể xem kỹ lại. Đưa bóng vào trong.
Năm bầu phổ buộc phải đẩy cao đội hình. Minh Thiện, chị Khang, qua đá biên. Quang ơi, Trọng Phúc trả về tiếng hai. Minh Thiện, Quốc Thiện là người đã có tình huống tranh chấp với Minh Thiện. Vĩnh Phát, Di Khang, đội bóng được đánh giá mạnh hơn trong trận đấu này đã phải nhận lấy bàn thua đầu tiên. Ngọc Quý, Văn Thịnh, Messi sẽ là người sang bàn tỷ số cho các thủ đến từ Number Four. Bọc điêu. Xin chào Hương Đình, xin chào Nguyễn Di, Bảo Đoàn vừa mới vào xem livestream. Xin chào Chí Hiếu. Chí Hiếu thì cổ vũ cho số 4 Văn Tú bên Quốc Việt. Các bạn cùng theo dõi lại. Trọng Phúc là người đã có tình huống tranh chấp trước đó để bóng bật ra về phía của Huỳnh Văn Thịnh Messi. Văn Thịnh đã có một cú đá bằng chân thần của mình. Bàn thắng này dường như lấy lại đi lòng kiêu hãnh của Number Four đã mất đi sau khi phải nhận lấy bàn thua đầu tiên. Vâng, xin chào anh Mai Quốc Dũng. Xin chào Ngọc Như Nguyễn, Kiên Nguyễn, Nguyễn Quốc Việt. Kiên Nguyễn đã có lời khen, rất nhiều lời chúc mừng. Chúc mừng, hay lắm, thật đây. Minh Bằng, Chí Thiện, bằng Ronaldo, Quốc Thiện, Minh Nhật, Quốc Thiện, Ngọc Quý, Trọng Phúc, không Di Khang, Thịnh Messi là người đã có tình huống áp sát với thủ môn của đối phương. Quý, pha chạm bóng của bằng Ronaldo. Tỷ số đang là 1-1, lượt trận thi đấu tứ kết 1 giải bóng đá 18 Vsport trên Cúp Ma năm 2024 giữa Number Four và câu lạc bộ Quốc Việt. Người mở tỷ số cho trận đấu này đó là Nguyễn Minh Trí, cầu thủ mang áo số 10. Minh Trí đã thực hiện thành công quả penalty dành cho mình khi mà Quang Lâm đã khiến cho thủ môn phải phạm lỗi với mình. Thành Pháp, Trọng Phúc, Văn Thịnh, Huỳnh Chí Cường cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài chính sau khi phạm lỗi với cầu thủ của Quốc Việt. Pha mở bóng lần này là quá dài. Huỳnh Chí Cường, Thành Pháp, Di Khang, Chí Thiện, Trọng Phúc, Thành Pháp, Vĩnh Phát, Trọng Phúc, Thiện Cá Biển là người chạm bóng. Bên rồi thôi không có gì cả gì cần chắc chúng ta dương vui vẻ chị Trang.
đường chuyền vừa rồi là hơi mạnh để cho Văn Thịnh có thể dứt điểm. Bóng cũng đi hơi cao. Vịnh Phát. Mình trí đây bóng hơi dài. 10 phút thi đấu thứ nhất của trận tứ kết đã trôi qua. Number 4 và Quốc Việt đều đã ghi bàn. Nhật Minh. Duy Khang. Thành Pháp. Vâng, xin chào Huy Khang, hậu Lumia. Chí thể. Minh Bằng, Gondo. Đúng lắm. Quốc Thiện. Minh Trí. Phối hợp với Minh Nhật. Nhật Bình. Wow, 2-1 cú đúp dành cho Nguyễn Minh Trí. Quốc Việt đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở lượt trận tứ kết này. So với vòng bảng thì Quốc Việt phải chờ đến trận đấu cuối cùng thì mới biết được số phận của mình. Tuy nhiên lượt trận tứ kết này, đây chúng ta cùng theo dõi lại một pha dứt điểm bằng mũi dài chân phải của cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Minh Trí. Chí Cường cũng đã đổ đúng hướng, tuy nhiên bóng đập đất và đi vào trong cái bộ khung thành, một bàn thắng khá đẹp mắt. Vâng, xin chào Lê Phước Hưng. Phước Hưng cũng mới vào xem trận đấu này. Huy Khang thì cổ vũ cho number 4. Khán giả yêu cầu là đưa trọng tài cá chốt vô bắt đi. Vâng, có thể là Michael sẽ xuất hiện tại sân NCT Soccer vào ngày hôm nay và trong trận chung kết cho các bạn khán giả và các bạn nhớ đón xem. Có thể đến cổ vũ cho giải đấu của chúng ta, Mai Bình Phát. Vâng, anh em yêu cầu cũng phải hợp lý xíu, thầy Bảy và các anh em đồng nghiệp trọng tài cũng đang tác nghiệp rất là tốt, hiệu quả. Thành Pháp, khi nào mà lu bu quá tôi mới kêu Michael vô nha mấy anh em. Trọng Phúc đã bị mất chân trụ sau khi đưa ra cú đá vừa rồi. Vâng, xin chào Đỗ Trần Thanh Bình. Thanh Bình cũng mới vào xem trận đấu. Tỷ số đang là 1-1. Xin lỗi, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Quốc Việt sau khi san bằng tỷ số một đều. Number 4 đã phải nhận lấy một bàn thua thứ hai đến từ cầu thủ mang áo số 10. Quốc Việt với tinh thần chiến đấu kiên cường và lòng nhiệt huyết đang có phần nhỉnh hơn. Xuân Tấn là người được tung vào sân. Pha đánh đầu. Quốc Thiện không đủ lực. Vẫn là Quốc Thiện. Minh Nhật. Minh Bằng, Ronaldo. Một trận đấu có sự góp mặt của hai tài năng trẻ phía Quốc Việt đó là Lê Quốc Lập, còn các thủ number 4 có Văn Thịnh, Messi. Duy Khang. Quốc Việt còn có Thiện Nhân nữa bạn, Nguyễn Thiện Nhân, Nhân Quán cũng chơi rất hay. Nhật Bình. Quốc Thiện. Chí Thiện là người đã phóng lên. Chí Cường. Xuân Tấn. Duy Khang. Thế trận tuy cân bằng nhưng mà các cầu thủ Quốc Việt chớp cơ hội tốt hơn. Nỗ lực của Văn Thịnh. Phần xin chào Tấn Cường, Hùng Heo, Đinh Đăng Khoa, Danh Phạm. Danh Phạm thì có vũ cho Minh Trí. Hay lắm Trí ơi, Thành Pháp. Đó là lời khen của người khán giả Danh Phạm. Chí Thiện. Bước sang ngày thi đấu thứ ba thì mấy đệ tử học trò của thầy Thành đâu mất tiêu hết rồi các bạn ơi. Không còn một hỗ trợ viên nào hết. Chí Thiện. Có thể là trận đấu này ở sớm là mấy em chưa có đến kịp thời. Vĩnh Phát. Đây, giải đấu này là cơ hội để các bạn có được sự học hỏi về kinh nghiệm Thành Pháp bởi các người đàn anh của mình.
Vĩnh Phát, Việt Trang. Lợi thế vẫn đang nghiêng về các cầu thủ của Quốc Việt. Thành Pháp, Đa Biên. Vĩnh Phát. Ngọc Như Nguyễn đã có vũ cho Phú Thanh. Chưa tới hả mèo méo méo. Phát Mai, Tấn Cường và các khán giả danh phạm có lời khen hay lắm trí súng. Thành Pháp. Và Đa Biên, anh hùng cho gàn bầu cường hôm qua hút tụi nhỏ quá, hôm nay hết lực đá gôi. Đá giải là mình phải đảm bảo được thể lực tốt nhất nhà máy bạn. Chí Cường so với các trận đấu bình thường. Quận 5, trọng tài xác định bóng đã đi ra khỏi đường biên. Tấn Cường nhắn tin cho số 10 Minh Trí. Đừng cười nha, coi chừng đau bụng. Mai Vĩnh Phát. Còn thôi mấy bạn, Minh Trí đang đá rất hay, lập được cú đúp trước nhà đương kim vô địch mùa 2. Hai bàn thắng này đang giúp cho Quốc Việt đứng trước cơ hội tiến sâu vào vòng trong. Bản thân mấy Ngọc Quý, người đồng đội đã kịp thời lùi về. Minh Trí mấy bạn, pha cú thua vừa rồi của Minh Trí có một tình huống pha bóng rất nhẹ nhàng, nếu như là các trung vệ thì phá bóng mạnh hơn nhiều mấy bạn. Ngọc Quý, Bạc Gấu, Minh Trí phá bóng mà tưởng như chưa phá mấy bạn, rất là bình tĩnh. Tình huống phá bóng vừa rồi cũng thể hiện được sự dày dạn của các cầu thủ đến từ Quốc Việt. Như thế nào? Di Khang, Thành Pháp. Vâng, năm bò vò ở trong bảng là bất bại luôn mấy bạn, không có địch thủ. Tuy nhiên so với năm bò vò, Quốc Việt phải chờ đến trận đấu cuối mới xác định được số phận của mình. Được chuyển hơi mạnh cho Minh Bằng. Đến lượt đấu này thì hai đá bóng đã không còn giống như là những hình ảnh của hai ngày thi đấu đầu tiên 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đã trôi qua. Minh Nhật, Trọng Phúc, Bác Gấu. Mùa giải này Bác Gấu đã không cùng sát cánh với Nguyễn Phú hay là Xuân Phương, thậm chí còn đối đầu với người anh em Nguyễn Phú của mình ở lượt trận đấu của vòng bảng vừa rồi trong màu áo của Honda Bình Minh FB. Di Khang. Di Khang lại tiếp tục sang bằng tỷ số cho câu bộ number 4. Văn Thịnh là người đã ghi bàn thắng đầu tiên. Chúng ta cùng theo dõi lại bàn thắng vừa rồi. Tình huống phối hợp giữa Trọng Phúc. Trọng Phúc để lại nhiều điểm nhấn trong trận đấu này. Ở bàn thắng đầu tiên thì Trọng Phúc cũng là người đã tranh chấp với hậu vệ, giúp cho Văn Thịnh có điều kiện cướp bóng. Lần này thì Trọng Phúc đã thực hiện đường chuyền dành cho Di Khang. Minh Trí và bài người chính xác của Huỳnh Chí Cường. Vâng, xin chào Kiên Nguyễn, Huỳnh Minh Hiếu cũng mới vào xem. Hoàng Liên, Quốc Kiệt. Hoàng Liên thì có vũ cho Huy Nguyễn number 4. Cố lên. Quốc Lâm. Di Khang là người theo sát Quốc Lâm. Quỳnh Phát. Bằng Ronaldo. Thịnh Messi. Xuân Tấn. Chí Thiện. So với Vĩnh Phát của number 4 thì Chí Thiện cũng là một trong những chốt chặn khá chắc chắn. Hai cầu thủ này thi đấu thiên về sức mạnh và thế lực. Vĩnh Phát. Di Khang. Minh Trí là người lùi về.
Vâng, xin chào Ngô Thanh Trì, cũng mới vào xem trận đấu của chúng ta. Danh Phạm đã có lời nhắn về thủ đi, các em không kịp nữa rồi anh Danh ơi. Bây giờ thì number 4 đã sang bàn tỷ số 2 đều. Thiện Nhân là người được tung vào sân. Nguyễn Thiện Nhân cũng có mái tóc quắn quắn như là anh bình luận viên chú Hề đó các bạn. Dừng dừng cái lấy đi phải rồi không đâu 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 kia thằng gốc đó phải chạy chạy lên lấy giùm cái con chạy giùm thầy bảy cái thầy bảy giọt bẻ rồi Xin cảm ơn quý khán giả và các bạn đã hỗ trợ cho ban tổ chức, đặc biệt là tổ trọng tài. Xin cảm ơn Chí Hiếu. Vâng, trọng tài Phương Lê đã có lời nhắn dành cho thầy bảy chạy lẹ lẹ lên chút nha. Chạy một hồi là tai biến luôn à, anh Phương ơi. Xin cảm ơn Bùi Quang Long, Huỳnh Nam, anh Trần Quang Vinh. Đây, Trần Quang Vinh đã có vũ cho thầy. Nhớ uống thuốc nha thầy, đúng giờ nha. Khán giả mà quan tâm trận đấu mà quan tâm sức khỏe của thầy nhiều hơn mấy bạn. Bùi Quang Long thì có vũ cho number 4 cố lên nha mấy đứa. Thầy Bảy cũng đã coi đồng hồ để coi đến giờ uống thuốc hay chưa. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Với việc thủ môn mà trùng màu áo với đối thủ thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho Ngọc Quý có một màu áo khác hơn. Để giúp cho ban tổ chức có thể quan sát tốt trận đấu này. Trận đấu sẽ được tiếp tục. Đây là những hình ảnh đến từ hiệp thi đấu thứ nhất, lượt trận tứ kết 1 giải bóng đá U18 VSport tranh cúp Ba Ma năm 2024 giữa Number 4 và câu lạc bộ Quốc Việt. Trận đấu chúng ta đang được phát sóng trực tiếp và tương tác trên nền tảng Facebook Bóng đá Hợp đường Bến Tre. Quý khán giả và các bạn nhớ like và chia sẻ cũng như là bình luận dự đoán cổ vũ cho các cầu thủ mà mình yêu thích. Minh Trí. Khán giả nhớ tương tác trên trang Bóng đá đường Bến Tre nha. Có gì tôi đọc bình luận ở trên Bóng đá đường Bến Tre cho quý khán giả so với Golden Play. Hai trang xem không kịp mấy khán giả ơi. Chí Thiện. Xin cảm ơn Tuấn đây không. Quả đá hơi mạnh của Chí Thiện. Cảm ơn Bảo Trâm. Bảo Trâm Quốc Kỳ cổ vũ cho Quốc Việt. Duy Khang. Vĩnh Phát. Duy Khang, Vĩnh Phát là một trong những bộ khung còn lại của mùa giải trước phía Number 4. Vĩnh Phát cùng với thủ thành là Huỳnh Chí Cường, chuyền xúc Trần Thành Pháp. Duy Khang. Ở mùa giải này Number 4 đã có những sự bổ sung như là Trương Nhật Huy, Huỳnh Văn Thịnh, Xuân Tấn, quyết định đột phá, Thanh Pháp, khá táo bạo. Thiện Nhân là người chạm bóng cuối cùng. Nhân Quấn vừa mới được tung vào sân trong giai đoạn nửa sau của hiệp 1. Tiếng 2, Minh Bằng. Vâng, xin chào Minh Tú. Minh Tú thì mong muốn rằng sẽ sớm được gặp Michael. Michael sẽ xuất hiện vào trận chung kết. Chị Khang. Đó là một trong những vị khách mời của mùa giải năm nay. Trọng Phúc, anh trưởng ban tổ chức Nguyễn Công Thành cũng đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ của Bến Tre có được cơ hội giao lưu học hỏi. Mai Vinh Phát trong mùa giải lần này. Vâng, ngoài Michael còn có anh Dân Quân Công Lý nữa nha mấy bạn. Anh Thánh Lạc Trôi sẽ góp phần văn nghệ trước trận chung kết. Trọng Phúc. Quý giả và các bạn nhớ đón xem trên nền tảng Bóng đá đường Bến Tre. Vinh Phát. Cũng đã khá nguy hiểm. Trước trận chung kết cũng sẽ có đội Lân Sư Gồng dẫn đội hai đại bóng vào sân luôn nha mấy bạn. Rất là hoành tráng. Một trong những sự nỗ lực của ban tổ chức ở mùa giải năm nay. Ngọc Quý, người đánh trống cho đoàn Lân đó là Michael nha mấy bạn. Anh Michael thì anh tấu hài nhiều. Thành Pháp. Chủ yếu là hình ảnh thôi mấy anh em. Đấy đâu mà. Ồ. 3-2.
mình lát nữa ok ra cai vụ này qua giờ một miếng đánh trên không đã được number four khai thác tốt. Tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, tuy nhiên đã có bàn thắng dành cho number four. Nhưng mà đánh trên không luôn mang lại sự bất ngờ. 3-2 cũng sẽ là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Chúng ta cùng gặp lại nhau vào bài.
đấu thứ hai, lượt trận tứ kết. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Lượt trận tứ kết 1 giữa câu lạc bộ Number 4 và câu lạc bộ Quốc Việt ở giải bóng đá U18 Vsport tranh cúp Bama năm 2024. Tỷ số đang là 3-2 sau khi nghiêng về Number 4 sau khi hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Trận đấu đang được phát sóng tròn vàng trên nền tảng truyền thông thể thao bóng đá đường Bến Tre. Dì khen. Vĩnh Phát, Vĩnh Tiến đã có lời nhắn là Văn Thịnh cố lên, nhà bạn của tôi, Ngọc Quý. Minh Tý. Qua Đa Biên. Tuấn Đài O thì cổ vũ cho Sương Tấn. Sương Tấn ghi bàn có thưởng nha. Tuấn Đài O cũng cổ vũ cho Gorondo The Lucibu. Mai Bình Phát, Quốc Lâm. So với lượt trận vòng bảng vừa rồi thì sức mạnh, sức chiến đấu của cao thủ Quốc Việt có vẻ là bị suy giảm một tí các bạn. Quốc Thiện, nhưng nên nhớ cách biệt chỉ là một bàn mà thôi. Bình Trí, Huỳnh Chí Cường. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra các lượt trận tứ kết 1 đến lượt trận tứ kết 4. Huỳnh Chí Cường, Ngọc Quý, Bạc Gấu. Văn Thịnh, Chí Thiện, Thiện Nhân, đây sẽ là cơ hội. Nhân Quán dứt đệm ở cự ly hơi xa. Không có gì khó khăn cho Huỳnh Chí Cường. Phương Lê, trọng tài Phương Lê cũng có vũ cho thầy Bảy Tình. Xong trận này tôi dắt thầy Bảy đi Lê Đăng. Quận Lâm, Thiện Nhân, Bình Trí, Quận Lâm, bóng đã chạm vào Chí Cường. Văn Thịnh. Xém tí nữa là đã có bàn thắng sang bằng tỷ số đến từ Quốc Việt. Thành Pháp thì không phải là một tập thể được rèn giũa và thi đấu với nhau một thời gian dài, nhưng mà Quốc Việt cũng đang cho thấy được sức mạnh của mình. Mình Trí có những cú đá với quỹ đạo đi khó chịu các bạn. Subasa, cú đá giống như là Subasa. Mời Bình Phát theo nhận xét của quý khán giả bình luận. Trần Phúc, Dì khen. Văn Thịnh đã phạt cho Thịnh Messi. Vâng, xin chào Phúc KTS cũng mới vào xem. Phúc KTS đã có lời hẹn Number 4 tại vòng chung kết U18 toàn quốc. Vâng, trước khi bước vào trận vòng chung kết thì Number 4 phải vượt qua Quốc Việt ở lượt đấu này. Lợi thế đang nghiêng về nhà đương kim vô địch của chúng ta là một bàn. Hai bàn thắng của Quốc Việt đều được ghi bởi cầu thủ mang áo số 10. Vĩnh Phát là người đã đưa ra một cú đá. Trong mùa giải năm nay, Vĩnh Phát chưa ghi bàn trên chấm đá phạt ở lượt đấu đốc ao. Quốc Thiện, Minh Bằng, Quốc Lâm, Ronaldo, Thiện Nhân. Xin chào Đăng Huy. Đăng Huy thì cổ vũ cho Gia Minh. Vâng, xin chào huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Xin chào Dương Hoài Nhân cũng mới vào xem trận đấu của chúng ta. Trần Phúc. Người ta xét Trần Phúc là Minh Trí. Lượt trận tứ kết 1 đã được diễn ra vào lúc 7 giờ 5 phút.
ngày 5 tháng 5 năm 2024, thành Pháp. Giải đấu này không chỉ khán giả của Bến Tre, Tiền Giang, các tỉnh miền Tây, mà còn khán giả đặc biệt là các bạn học sinh ở miền ngoài cũng đang rất là quan tâm Ngọc Quý, bởi vì đại diện của Bến Tre cũng sẽ góp mặt vào vòng chung kết toàn quốc năm nay nhé bạn, giống như là năm 3 năm vừa rồi. Di khen trong năm đầu tiên thì Trung Sport là đội đương kim vô địch mùa 1, Number 4 là đội bóng vô địch của mùa thứ 2 cũng như là khu vực miền Nam. Mà Bình Phát, đây là mùa thứ 3, chúng ta cùng chờ đợi xem đội bóng nào sẽ là đội có được danh hiệu ở mùa đấu này. Thành Pháp, Bình Phát, Di Khen, Quốc Thiện, Minh Trí. Thiện Nhân Quấn là người đã đưa ra cú đá vừa rồi. Thiện Nhân đã được tung vào sân trong giai đoạn nửa sau của F1. Xin chào Lê Công Minh, xin chào Năng Nhân Robin, xin chào anh Phương Nguyễn đến từ Dòng Trôm. Quả đá đến từ các cầu thủ của Quốc Việt, không có một chiếu xanh nào tạo nên một điểm cắt. Vâng, xin cảm ơn Úc Diễm đến từ thành phố Cần Thơ rất là nhiều. Chí Thiện, bị bắt bài Trọng Phúc. Thành Pháp. Mạnh Phát, Di Khen, đây Thiện Nhân, Thiện Nhân và Phát Mai. Minh Trí là người đã có bắt cú bắt vô lê vừa rồi. Minh Trí đã ghi 2 bàn trong hiệp 1. Văn Thịnh đã bị phạm lỗi. Vâng, xin chào Huỳnh Phạm Hoàng Ân. Hoàng Ân thì quan tâm đến trận đấu UBA. Trận đấu UBA sẽ được diễn ra sau trận đấu này vào lúc 8 giờ. Tốt nhất ngày mai bạn. Các cầu thủ của BA cũng đang khởi động ở bên ngoài sân. Đừng cho ra sao cầu môn anh, đừng cho ra sao cầu môn đó. Đừng cho ra phía sau đó. Sao anh kiểm soát được? Bắn cường nhắn tin cho số 10 Minh Trí để cơ những cái chuyện. Quả đá đến từ Trọng Phúc. Trọng Phúc còn có đích nam là Phúc Gunner. Thiện Nhân, Xuân Tấn, Di Khen, Ronaldo, Tấn Khen, Đan Huy cũng cổ vũ cho Number 4. Vâng, xin cảm ơn Phúc TS. Không biết là lượt đấu này Ronaldo có cắt tóc lại chưa? Có 3 ngày chắc không có cắt đâu các bạn. Ronaldo the Lucibu. Chiều nay Ronaldo sẽ có cơ hội gặp Michael. Nếu như vượt qua trận đấu này. Thiện Nhân. Chí Cường, Thành Pháp.
Sáng năm bà phò quốc về quả đá biên dành cho Thanh Pháp. Những nhà tài chính chính cho mùa giải năm nay đó là sữa Ba Ma, sữa Vinamilk, siêu thị Jerry. Hậu vệ của Quốc Việt phóng lên, Chí Thiện là người chạy bóng, các đơn vị tài trợ đồng hành, bóng thi đấu Joker, báo pháp lực, Cool Baby, nước giặt Bora Cool, sân bóng NCT Football, shop NCT Soccer, cộng đồng thể thao Việt Nam Vsport, Mai Minh Phát. Lợi thế vẫn đang nghiêng về number 4 một bàn. Với số 32, Ronaldo. Ronaldo được hình lên poster chính luôn mấy bạn. Thiện Nhân đã bị vấp bóng. Thiện Nhân cũng sẽ đóng góp một clip tấu hài trong pha bóng vừa rồi. Phan Thịnh. Cơ hội đã mở ra trước mặt của Thiện Nhân. Có vẻ vì nao núng nên Thiện Nhân đã bị vấp bóng. Chí Cường, thủ môn Chí Cường và Ngọc Quý đều bắt rất hay. Huỳnh Chí Cường và Nguyễn Ngọc Quý. Nguyễn Thiện Nhân, Minh Trí. Chí Cường, thủ thành đội trưởng của câu lạc bộ Number 4. Cũng có những mùa giải Chí Cường thi đấu cho câu lạc bộ Ngọc Dung. Nếu như cần thì Huỳnh Chí Cường cũng có thể đá tốt ở trên vị trí cầu thủ mấy bạn. Xuân Tấn đã cứu được bóng. Xuân Tấn đi bóng vào trung lộ. Không phải là Trường Thận. Quốc Lâm đã cứu được bóng. Quốc Lâm đột phá để bóng lên cao. Minh Bằng và các người đồng đội đang xin bóng. Quả đá biên. Quốc Thiện. Cảm ơn Trọng Ký Tấn Khang. Vì khen. Thiện Nhân. Cách biệt chỉ là một bàn thôi nha mấy bạn. Quận Lâm chưa thể đi bóng tiếp tục. Thiện Nhân. Cự ly đội hình ở hàng phòng ngự. Number 4 cũng được giữ tốt. Ngọc Quý. Minh Bằng. Được chuyện hay. Vâng. Quốc Việt lại tiếp tục tạo ra bất ngờ ở lượt đấu tứ kết. Ở trong hiệp 1 là Quốc Việt đã dẫn trước number 4. Công lớn trong bàn thắng này phải nhắc đến Gondo. Ba đều. Tỷ số này không giống như là dự đoán của người hâm mộ trước khi trận đấu được bắt đầu. Lê Quốc Lâm là người ghi bàn. Bàn thắng là tỷ số sang bằng tỷ số 3 đều cho câu lạc bộ Quốc Việt đến từ Lê Quốc Lâm. Quốc Thiện. Quốc Việt được xem là chú ngựa ô của mùa giải năm nay các bạn. Chú Ngô đang có một trận đấu căng tài căng sức với song phẳng với câu lạc bộ Number 4, nhà đương kim vô địch mùa 2. Chú gà son của Quốc Việt. Công Phúc. Quốc Lâm. Chí Thiện. Mình Trí. Xem thế nào là đã có bàn thắng. Quốc Việt đang thi đấu sung mãn. Tinh thần thi đấu đã hưng phấn hơn so với các cầu thủ Number 4. Xin chào Di Quang, Nhật Tân, Vĩnh Phúc, Lê Sĩ Hào. Xin chào Hảo Phan. Hảo Phan cũng đang là nhà đương kim vô địch của giải bóng đá U15 khu vực tỉnh Bến Tre. Xin chào anh Hoàng Công đến từ Ba Tri. Xin chào Trần Văn Phát đến từ trạm dừng chân Phát Đạt. Cảm ơn Tấn Tài, Tấn Tài Tài Mãi Đỉnh.
Nhân cô bên thì hỏi cô Nando có còn bán sầu riêng hay không. Cảm ơn Đăng Cương. Đã có khán giả là dự đoán BA sẽ vô địch mùa này mấy bạn. Cảm ơn Trung Miền, Bùi Thế Khang, Đan Huy. Chào Ngọc Vũ, tào em mới vào xem. Chí Cường, Thành Pháp. Đan Huy thì nói gì mà BA vô địch. Đan Huy là không có tin đây là sự thật mấy bạn. Dì khen. Trong bóng đá chúng ta cũng dự đoán thôi, cũng không thể nào mà xác định trước được điều gì. Kỳ thời gian thi đấu chính thức của trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tỷ số đang là 3 đều. Lượt trận thứ kết 1 và bóng đá 18 V-Sport tranh cúp Bama năm 2024 khu vực tỉnh Bến Tre. Sau lượt trận đấu này, Bến Tre sẽ tuyển chọn ra đội bóng đại diện cho tỉnh nhà tham gia vào vòng chung kết toàn quốc năm 2024. Đây, cơ hội Thiện Nhân. Chưa có bàn thắng. Người cứu thua đó là Huỳnh Chí Cường. Chí Cường mà không xuất sắc có lẽ number 4 cũng rất là vất vả trước đối thủ Quốc Việt ở trong lượt đấu này. Minh Bằng truyền không đúng địa chỉ nhưng mà vô tình lụm được bí kíp mấy bạn. Bóng lại đi đúng vào chân của Thiện Nhân. Thiện Nhân chưa thể chiến thắng được. Huỳnh Chí Cường sẽ là quả đầu góc tiếp theo cho Nhân Quán. Nhân Quán lên xong ca với Michael luôn cho Nhân. Đây. Quốc Thiện, Nguyễn Quốc Thiện sẽ là người nâng tỷ số lên thành 4-3. Hồi hộp quá các bạn ơi. Đại diện của Mỏ Cày Bắc đang có được lợi thế một bàn. Trận derby thành Mỏ Cày. Đồng ký rất nhiều lời chúc mừng cho bàn thắng vừa rồi. Đan Huy, Nhật Nam, Quốc Lâm và Quốc Thiện đều đã ghi bàn thắng cho câu lạc bộ Quốc Việt. Họ Quốc là mới đá vô rồi nha mấy bạn. Chứ đệm Quốc Thiện. Trọng Phúc, trận đấu sẽ trở nên kịch tính hơn. Dì khen. Lỗi thuộc về Ronaldo. Đội bóng của Ronaldo đang đứng trước cơ hội tiến sâu vào vòng trong của mùa giải năm nay. Khán giả đã có lời rất nhiều lời khen. Hay 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 vào vào. Hay quá Quốc Việt cố lên. Lắc kèo. Vâng, xin chào anh Tâm Trần đến từ cây giống Hành Tâm của Chà Lách. Thành Pháp. Cơ hội đã trôi qua. Quả đất chìm của Trần Thành Pháp. Ở mùa giải này, Thành Pháp đã thi đấu thấp hơn so với những mùa giải trước. Ngọc Quý. Bác Gấu. Minh Bằng. Đã biên lên cho Gondo. Gondo bây giờ thoải mái từ từ đưa bóng vào sân thôi mấy bạn. Là thế đang nghiêng về bóng Gondo. Quả đá biên Chí Thiện. Không lên Chí Cường. Thành Pháp. Xin cảm ơn anh Trần Thanh Hoàng. Chú Hề. Dì khen. Sơn Tấn. Thành Pháp. Hai cú đá liên tiếp.
Chị Ngọc Như thì quan tâm đến trận đấu của Han Tâm sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ. Xin cảm ơn chị Ngọc Như. Văn Phúc cổ vũ cho number 4 cố lên. Đăng Huy đã có lời khen là trận đấu này ngang tài ngang sức quá. Vâng, Thiện Nhân. Tiếc nữa là đã có một cơ hội tiếp theo cho Quốc Việt. Quang Lâm. Dì khen. Các bạn cùng chờ đợi xem nhà đương kim vô địch của chúng ta sẽ thể hiện được sức mạnh của mình như thế nào. Xin mời Nguyễn Trung Kiên. Vâng, xin chào Lê Thanh Trương. Xin chào Đạt Nghi đến từ Hành Tâm. Trung Kiên có vũ cho number 4. Trên băng ghế huấn luyện của number 4, ngoài huấn luyện viên Minh Đăng còn có chủ tịch câu lạc bộ Tạ Quốc Cương và nhà tài trợ anh Đoàn Nhật Di mấy bạn. Anh Nhật Di bây giờ chỉ công tác không có gần địa phương Mỏ Cày Nam nên cũng ít góp mặt ở những trận đấu gần đây. Hôm nay thì anh Di cũng đã sắp xếp thời gian của mình tham gia cổ vũ cho đội nhà. Cú đá thẳng của Di Khang. Di Khang Thành Pháp đã bỏ qua 3 hội liên tiếp. Minh Khoa cũng đã được tổng thắng. Ngọc Quý. Nhật Nam trọng ký có vũ cho Quốc Việt, công danh có vũ cho number 4. Trung Kiên cũng có vũ cho number 4. Xuân Tấn. Dì khen. Minh Khoa, vâng, xin chào anh Huỳnh Duy Phương cũng vào xem trận đấu chúng ta. Anh Phương đến từ Mỏ Cày Nam. Chào Lê Phước Hưng, Đinh Đăng Khoa, quả đá biên tiếp theo, Đỗ Huỳnh Thanh Liêm. Cảm ơn Hân Ảt Tiến Đạt. Minh Khoa. Ngọc Quý. Khán giả là cho rằng number 4 đồng gặp đội bóng chưa mạnh lắm là đã không có sung mấy bạn. Quốc Việt cũng không hiểu đâu mấy bạn ơi. Thiện Nhân. Quốc Việt chưa gọi là bóng mạnh vì đội bóng này mới hội quân cách đây không lâu. Nếu như có nhiều thời gian hơn thì Quốc Việt cũng sẽ là một trong những thế lực. Sương Tấn. Tuy nhiên từ lượt trận đấu vòng bảng đến bây giờ ba Vinh Quang là người sẽ bàn số 4 đều. Tuy nhiên từ lượt đấu vòng bảng cho tới lượt trận này thì Quốc Việt đang cho thấy mình là một trong những đội bóng thi đấu rất hay ở mùa giải năm nay. Minh Trí. Minh Khoa. Gặp cô nói về chán nắng mày. Minh Khoa. Huỳnh Chí Cơn. Nguyễn Ngọc Quý. Minh Bằng. Vâng, xin chào Đê Tây Quốc. Đê Tây Quốc đến từ Sa Ha Cứ Phi. Chí Cường. Gấu. Chí Cường. Thời gian của hợp đấu thứ hai cũng không còn nhiều.
Cảm ơn Nhân Hậu. Còn đô. Sơn Tấn. Và ba ba. Number 4 đã có được bàn thắng. Vươn lên dẫn trước trong những giây cuối cùng của thi đấu thứ hai. Cộng lớn trong bàn thắng này phải nhắc đến Xuân Tấn. Người ghi bàn là Huỳnh Văn Thịnh. Thịnh Messi. Cú đúp cho Văn Thịnh. Với hai bàn thắng vừa rồi cùng với màn trình diễn của mình, khả năng cao Văn Thịnh sẽ đoạt được danh hiệu xuất sắc ở lượt đấu này nếu như Number 4 chiến thắng. Chúng ta cùng chờ đợi xem những nỗ lực còn lại của Quốc Việt. Quốc Thiện. Xin chào Minh Tiến mới vào xem. Phạm Minh Quốc đã có lời khen, đó là sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Cảm ơn Phạm Tiến khen, rất nhiều lời chúc mừng đến từ mỗi cây nam và khán giả. Còn Chí Cường, bây giờ lợi thế đang nghiêng về đội bóng của Chí Cường. Trận đấu này thế trận xoay chuyển nhanh quá mấy bạn. Quốc Việt là đội bóng đã vươn lên dẫn trước đầu tiên. Tuy nhiên bây giờ thì Number 4 lại là đội bóng có được lợi thế. Chí Thiện. Gondo. Chí Cường. Vâng, vậy là xin chúc mừng cho nhà đương kim vô địch của chúng ta sẽ có được tấm vé vào lượt thi đấu bán kết. Cầu thủ Huỳnh Văn Thịnh, Thịnh Messi cũng sẽ đoạt được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này. Xin mời em Văn Thịnh tiến về phần trao thưởng để đại diện ban tổ chức sẽ trao thưởng cho em. Hẹn gặp lại quý khán giả và các bạn trong mấy phút nữa.